Покидуйте! Выход! Kính chào quý vị khán giả. Hoa Kỳ đã rất hy vọng có thể tạo ra được sự đột biến ở chiến trường Đông Âu. Và đến thời điểm này thì có vẻ như nhiều khả năng sẽ có những sự thay đổi, nhưng không phải nên bắt đầu với Nga hay với Ukraine, mà nên bắt đầu từ nước Mỹ. Chất xúc tác cho sự thay đổi của chính quyền Tổng thống Biden chính là kết quả từ trận chiến khốc liệt ở Avdiivka. Cục diện trận chiến đã rõ và nguyên nhân thất thủ của Avdiivka được cho là vì thiếu hụt nguồn lực nhưng không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các quốc gia phương Tây. Tại sao Hoa Kỳ, một quốc gia hùng mạnh về tài chính và quân sự, lại không thể giúp Ukraine giành được lợi thế trên chiến trường? Tổng thống Biden đã lên tiếng trấn an nhà lãnh đạo đồng cấp ông Zelensky, nhưng số phận của gói viện trợ dành cho chính quyền Kiev sẽ ra sao trong thời gian tới? Xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát vấn đề này cùng với chương trình Điểm nóng quốc tế ngay sau đây. Theo trang tin Asia Times, Avdiivka rất gần thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donbass. Cả Donetsk và Luhansk đều là các khu vực miền đông Ukraine với dân số chủ yếu nói tiếng Nga. Từ tháng 9 năm 2022, hai khu vực này cùng với Kherson và Zaporizhia đều sáp nhập vào lãnh thổ của Nga. Trước chiến tranh, Avdiivka có dân số khoảng 32.000 người, đã bị quân ly khai do Moscow hậu thuẫn chiếm giữ trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Quân ly khai đã chiếm được một vùng rộng lớn ở miền đông Ukraine, nhưng bị lực lượng Kiev chiếm lại sau khi xây dựng các công sự rộng lớn. Các cuộc đụng độ giữa Ukraine và quân chính quy Nga ở Avdiivka đã bắt đầu từ 4 tháng trước. Đến tháng Giêng, quân đội Nga bắt đầu tiêu diệt lực lượng phòng thủ của Ukraine ở thị trấn này. Chiến dịch của Nga bao gồm các cuộc tấn công từ phía Bắc, tập trung vào nhà máy sản xuất than cốc. Ngoài ra, Nga tấn công từ phía Nam, nhắm vào hai bên sườn thành phố. Đến cuối tuần đầu tiên của tháng 2, các lực lượng vũ trang Nga đã chia đôi thành phố và tiến quân đều đặn với những đợt công kích bằng pháo và bom FAB. Đây là những loại bom có sức nổ mạnh với kích cỡ khác nhau, 500 kg hoặc 1.500 kg. Trước đó, hệ thống phòng thủ của Avdiivka được củng cố nghiêm ngặt và là mục tiêu khó khăn đối với quân đội Nga. Tuy nhiên, khi binh sĩ Nga tập trung tấn công bên sườn, Moscow đã cắt đứt được con đường tiếp tế vũ khí và lương thực của Ukraine, đồng thời khiến việc luân chuyển lực lượng của chính quyền Kiev trở nên khó khăn. Vào tuần cuối cùng của trận chiến, các con đường ra vào thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt cược danh tiếng của mình vào Avdiivka và muốn giữ thị trấn bằng mọi giá. Ông sa thải Tổng chỉ huy Valery Zaluzhny và bổ nhiệm Đại tướng Sisky phụ trách toàn bộ lực lượng quân sự Ukraine. Ông Sisky ngay lập tức triệu tập 3-4 lữ đoàn để giải cứu Avdiivka khỏi sụp đổ. Tuy nhiên, kế hoạch giải cứu gần đây ngay lập tức gặp rắc rối nghiêm trọng. Một số lữ đoàn của ông Sisky được tập hợp và tổ chức tại một thị trấn nhỏ cách Avdiivka khoảng 15 km tên là Selidov. Người Nga đã phát hiện ra các hoạt động của quân đội Ukraine ở Selidov và tấn công bằng tên lửa Iskander và bom chùm. Theo các nguồn tin viết trên blog của Nga, cuộc tấn công này gần như đã tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn với thương vong nặng nề của người Ukraine. Bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã hoạt động hết công suất, cáo buộc rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào phòng hộ sinh của một bệnh viện ở Selidov. Nhưng thực tế là Ukraine đã mất khoảng 1.000 cho đến 1.500 binh sĩ. Theo trang tin Asia Times, trước khi rời Kiev tham dự hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho Tổng chỉ huy Sisky ngăn chặn lực lượng Moscow đánh chiếm Avdiivka. Để thực hiện mục tiêu, ông Sisky giao Lữ đoàn 3 tham gia cuộc chiến giành lại thành phố. Về danh tính lực lượng này, Lữ đoàn 3 thực chất là Lữ đoàn Azov được cải tổ. Lâu nay, Lữ đoàn Azov chính là trụ cột ủng hộ Tổng thống Zelensky ở Ukraine. Quyền lực chính trị của Tổng thống Zelensky phụ thuộc vào quân đội Ukraine, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Mặc dù vậy, Lữ đoàn 3 không phát huy hiệu quả như mong đợi. Khi các đơn vị của họ tiến vào Avdiivka từ phía Bắc, họ nhận thấy tình hình rất nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, có khoảng 4.500 binh sĩ Ukraine ở phía bắc thành phố, hầu hết ẩn nấp trong nhà máy than cốc. Ngoài ra, còn có 3.500 binh sĩ khác ở trung tâm thành phố, gần các quận của thị trấn phía Nam và một sân bay cũ bị bỏ hoang. Sau đó, Lữ đoàn 3 buộc phải rời khỏi thị trấn và Tổng chỉ huy Sisky ra lệnh rút quân khỏi Avdiivka. Theo hãng tin Reuters, việc giành quyền kiểm soát ở thị trấn Avdiivka trở thành thắng lợi lớn nhất của Nga sau 9 tháng từ khi Moscow nắm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng các binh sĩ về thành công ở Avdiivka bởi đây là một chiến thắng quan trọng. Ngoài ra, việc giành quyền kiểm soát Avdiivka có thể sẽ mang lại động lực tinh thần trước nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Putin. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố mục đích rút quân là để cứu các binh sĩ khỏi bị bao vây sau nhiều tháng giao tranh ác liệt với các lực lượng Nga. Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã từng cảnh báo Avdiivka có thể rơi vào tay lực lượng Nga do Kiev lâm vào tình trạng thiếu đạn dược sau nhiều tháng Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói viện trợ bổ sung. Tại Hội nghị An ninh Toàn cầu ở Munich vào ngày 17 tháng 2, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh giải quyết tình trạng thiếu vũ khí. Ông cũng nhấn mạnh quân đội Ukraine đã làm kiệt sức các lực lượng Nga ở Avdiivka nhưng phải rút lui do thiếu vũ khí. Cả Nga và Ukraine đều không công bố chi tiết tổn thất trong các cuộc giao tranh khốc liệt ở Avdiivka. Tuy nhiên, theo đánh giá của tình báo phương Tây, hàng trăm nghìn binh sĩ ở cả hai bên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong quá trình chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nhận định, diễn biến ở Avdiivka cho thấy sự cần thiết của các hệ thống phòng không hiện đại để chống lại bom dẫn đường và vũ khí tầm xa của đối phương. Ông cho biết, đạn pháo cũng rất cần thiết để giành lại ưu thế trên chiến trường. Thưa quý vị, trong vài tháng qua, quân đội Hoa Kỳ đã phải gánh chịu hóa đơn hàng trăm triệu đô la để hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine chống lại Nga. Khi dự luật tài trợ đang gặp phải trở ngại ở Quốc hội, quân đội Hoa Kỳ lo ngại nếu không có nguồn tài trợ chính, họ sẽ phải bắt đầu rút tiền từ các dự án quan trọng khác để tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Theo kênh CNN, từ tháng 10 năm 2023, thời điểm bắt đầu năm tài chính, quân đội Hoa Kỳ đã chi hơn 430 triệu đô la Mỹ cho nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm huấn luyện quân đội Ukraine, vận chuyển thiết bị và triển khai quân đội Hoa Kỳ tới châu Âu. Một quan chức cấp cao của quân đội nói với CNN rằng, về cơ bản, nguồn tiền chi ra vô cùng lớn. Cho đến nay, các hóa đơn đã được Bộ Tư lệnh châu Âu và châu Phi của quân đội thanh toán. Nếu ngân sách năm 2024 không được Quốc hội phê duyệt, cũng không có nguồn tài trợ bổ sung nào cho Ukraine, thì bộ máy chỉ huy có khoảng 3 tỷ đô la Mỹ để trang trải 5 tỷ đô la chi phí hoạt động. Những chi phí này không chỉ liên quan đến việc đào tạo và vận chuyển vũ khí cho Ukraine, mà còn bao gồm các hoạt động khác của Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ trên khắp châu Âu và châu Phi. Khi nguồn tài trợ của Washington dành cho Kiev dần cạn kiệt, việc huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine vẫn được duy trì vì đây là nhiệm vụ quan trọng, theo chiến lược của Mỹ. Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi, nói với CNN rằng Hoa Kỳ đang đào tạo khoảng 1.500 quân nhân Ukraine tại khu huấn luyện Grenfell Tower của Đức. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang tiếp tục đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ vệ binh quốc gia không quân Morris ở Arizona. Nếu Quốc hội vẫn chưa thông qua khoản tài trợ mới cho Ukraine trong vòng vài tháng tới, các quan chức quân đội cho biết họ sẽ phải bắt đầu đưa ra những quy định khó khăn và chuyển tiền từ các dự án ít quan trọng hơn, chẳng hạn như xây dựng doanh trại hoặc khuyến khích nhập ngũ để dành nguồn tiền cho chính quyền Kiev. Theo ước tính, nếu không điều chỉnh và chi tiền ở mức độ hiện tại, ngân sách 3 tỷ đô la Mỹ sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 5. Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp tại Quốc hội đã tranh luận về gói viện trợ tiếp theo cho Kiev. Vào tuần trước, Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine. Mặc dù vậy thì dự luật có số phận mờ mịt khi chuyển đến Hạ viện. Kênh CNN dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, ông không có ý định bỏ phiếu về dự luật này. Ông nói, hiện tại Mỹ cần tập trung vào quy trình phân bổ ngân sách. Đây mới là yêu cầu cấp thiết mà Hạ viện cần chú ý vào thời điểm này. Trong cuộc họp vào đầu tháng, Sabrina Singh, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nêu ra vấn đề thiếu ngân sách cho năm 2024. Bà cho rằng Lầu Năm Góc đang phí hoài thời gian. Chúng ta đã ở tháng thứ 5 của năm tài chính và Bộ Quốc phòng vẫn hoạt động theo nghị quyết cũ. Điều này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và ngăn cản tiến trình hiện đại hóa bộ máy. Quốc hội nên sớm thông qua ngân sách cơ bản và xem xét yêu cầu bổ sung tài chính từ Bộ Quốc phòng, bà Sabrina Singh nhấn mạnh. Theo tạp chí Wall Street Journal, thực chất, dự luật viện trợ nước ngoài sẽ có lợi cho kinh tế Mỹ. Trong 2 năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ đã chứng kiến nhu cầu về vũ khí và đạn dược tăng vọt khi các nước châu Âu tăng cường hoạt động quân sự và Lầu Năm Góc cần mua thiết bị mới. Leo Brainard, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cũng nhận định tác động của dự luật đối với kinh tế Mỹ sẽ là rất đáng kể. Theo ước tính, 64% trong khoản chi 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sẽ đến tay các cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nếu tính cả khoản viện trợ 95 tỷ đô la, số tiền có giá trị tương đương với 0,5% tổng sản phẩm quốc nội sẽ được bổ sung vào nền kinh tế trong những năm tới. Mặc dù vậy, tại sao Mỹ lại không thể nhanh chóng thông qua dự luật? Những trở ngại này liên quan đến tình trạng bội chi ngân sách ở Mỹ,
Và tất cả chúng ta đều biết rằng nếu bạn thả một con ếch vào nước sôi thì nó sẽ nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn cho một con ếch vào nước ấm và tăng nhiệt độ lên từ từ thì nó sẽ ở trong đó cho đến khi bị luộc chín. Theo trang tin The Hill, con ếch này giống với ngân sách Mỹ nếu đọc qua báo cáo triển vọng kinh tế và ngân sách Hoa Kỳ giai đoạn 2024 đến năm 2034 do Văn phòng Ngân sách Quốc hội công bố vào tuần trước. Trong 10 năm tới, thâm hụt ngân sách của Mỹ ước tính tăng dần từ 5,6% tổng sản phẩm quốc nội lên 6,1% theo luật hiện hành. Với tốc độ này, mức thâm hụt trung bình ngân sách của Mỹ trong 50 năm là 3,7% GDP. Theo dữ liệu này, tổng giá trị nợ công của Mỹ sẽ tăng từ 99% GDP trong năm nay lên 116% vào năm 2034, cao hơn gấp đôi mức trung bình 50 năm và cao hơn rất nhiều so với kỷ lục được thiết lập vào năm 1946 khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Với báo cáo ngân sách vừa được công bố, hẳn là các nhà lập pháp Mỹ thấy rằng nước đang nóng dần lên. Và thật ngạc nhiên nếu bạn nhìn lại thời điểm đầu thế kỷ, khi ngân sách của Hoa Kỳ không rơi vào tình trạng thâm hụt cao đến như vậy. Ngược lại, ngân sách thặng dư và nợ công chỉ ở mức 31,5% GDP, chưa bằng 1/3 so với thời điểm hiện tại. Khi nhiệt độ nước tăng lên, con ếch phải nhảy ra ngoài. Vấn đề là Quốc hội, Tổng thống tương lai và công chúng Mỹ có thực hiện được 3 hành động cần thiết hay không? Quan trọng nhất là Mỹ cần phải hạn chế chi tiêu. Cụ thể, những nỗ lực hạn chế chi tiêu phải được đề cập đến khi phân bổ ngân sách hàng năm, không thể dễ dàng thông qua các khoản chi phí phát sinh. Việc hạn chế chi tiêu cũng phải xem xét đến những chương trình phổ biến liên quan đến hưu trí và chăm sóc sức khỏe như Medicare và Medicaid. Những chương trình này cùng với lãi suất trái phiếu là nguyên nhân thúc đẩy chi tiêu cao hơn. Theo dự luật hiện hành, báo cáo về ngân sách Mỹ dự đoán rằng chi tiêu bắt buộc cộng với lãi suất ròng sẽ tăng với giá trị tương đương là 2% GDP trong 10 năm tới. Theo đó, các khoản chi phát sinh sẽ giảm 1,1%. Vấn đề là báo cáo dự đoán chi tiêu bắt buộc cộng với lãi suất vay sẽ khiến cho chính phủ Mỹ mất toàn bộ nguồn thu. Nói rõ hơn, nếu Quốc hội có thể loại bỏ các khoản chi phát sinh vào năm 2025, bao gồm cả quốc phòng, thì vẫn thâm hụt ngân sách. Chỉ khi các nhà lập pháp có giải pháp toàn diện hơn để giảm chi tiêu thì chính sách tài khoá mới có thể đi theo con đường bền vững. Ngoài việc giảm chi tiêu, ngân sách Hoa Kỳ cần có thêm nguồn thu bởi khi dân số già đi và chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao và chi phí trả nợ tích lũy cao hơn. Sự điều chỉnh này rất quan trọng bởi trong 4 năm mà ngân sách Mỹ có thặng dư từ năm 1998 đến năm 2001, nguồn thu ngân sách giai đoạn này có tỷ lệ 19,3% GDP, cao hơn 2 điểm so với tỷ lệ trung bình là 17,3% của 50 năm. Cách đây vài năm, nguồn thu trên 19% GDP là đủ để Mỹ cân bằng ngân sách. Tuy nhiên, khi đó lãi suất thấp và cơ cấu dân số cũng khác. Đến nay, lãi suất cao và thế hệ trẻ đủ điều kiện để nhận lợi ích từ các chương trình an sinh xã hội bắt đầu bùng nổ. Do đó, Mỹ cần phải điều chỉnh nhiều hơn. Yếu tố thứ ba hỗ trợ cho ngân sách là nguồn nhân lực. Nói một cách khác, kinh tế Hoa Kỳ cần nhiều công nhân hơn. Tăng trưởng kinh tế cao sẽ giảm bớt gánh nặng nợ nần. Tuy vậy thì triển vọng kinh tế Mỹ đang bị hạn chế do lực lượng lao động tăng trưởng chậm. Thậm chí báo cáo ngân sách Mỹ dự đoán lực lượng lao động sẽ giảm khoảng 2/3 trong 10 năm tới do dân số già và tỷ lệ sinh vẫn ở mức thấp. Sau năm 2034, báo cáo ước tính số lượng người nhập cư là yếu tố quyết định tăng trưởng dân số của Mỹ. Bắt đầu từ năm 2040, số người nhập cư ròng sẽ chiếm toàn bộ tỷ lệ tăng trưởng dân số. Nói cách khác, đến năm 2040, số người qua đời ở Hoa Kỳ sẽ nhiều hơn số trẻ em được sinh ra. Với những hạn chế về nhân khẩu học, báo cáo ngân sách Mỹ dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm sẽ giảm xuống còn 1,5% vào những năm 2040. Cần biết rằng, trong 30 năm qua, từ năm 1993 đến năm 2022, tăng trưởng GDP trung bình của Mỹ có tỷ lệ là 2,4%. Nếu không có phương án tốt hơn để tăng lực lượng lao động, kinh tế Mỹ sẽ có ít khả năng khắc phục gánh nặng nợ công. Với gánh nặng ngân sách hiện tại, dĩ nhiên là các quan chức Mỹ không dễ dàng để thông qua gói viện trợ nước ngoài. Và để đẩy nhanh tiến độ thì Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cho biết rằng ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson để thảo luận về khoản tài trợ cho Ukraine. Ông Biden cũng cho rằng Đảng Cộng Hòa đang phạm sai lầm khi phản đối gói viện trợ. Theo Reuters, trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng vào đầu tháng, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ bao gồm các quỹ dành cho Ukraine. Mặc dù vậy, Chủ tịch Mike Johnson từ chối đưa gói viện trợ này ra biểu quyết tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa kiểm soát với tỷ lệ sít sao 219-212. Đồng thời, Chủ tịch Mike Johnson yêu cầu một cuộc gặp để thảo luận với Tổng thống Biden. "Chắc chắn tôi rất vui được gặp ông ấy nếu ông ấy có điều gì muốn nói," Tổng thống Biden khẳng định.
Phát biểu với các phóng viên khi trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Delaware, ông Biden cũng cảnh báo, Đảng Cộng Hòa đang mắc phải sai lầm lớn khi phản đối gói viện trợ để Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Mặc dù vậy, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ không quay trở lại làm việc cho đến ngày 28 tháng 2. Theo lịch làm việc này, cơ quan lập pháp Hoa Kỳ có thể phải chạy đua bởi nếu không thông qua ngân sách vào ngày 1 tháng 3, bộ máy chính phủ sẽ ngừng hoạt động một phần. Theo Reuters, phát ngôn viên của Chủ tịch Mike Johnson cho biết, ông Johnson đã muốn gặp riêng Tổng thống Biden trong nhiều tuần qua. Ông Johnson cũng hoan nghênh sự cởi mở của Tổng thống Biden để tìm ra con đường tốt nhất cho nước Mỹ. Tuy nhiên, việc mở lời vào thời điểm này dường như đã quá muộn. Trước đó, Tổng thống Biden đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Trump và các đảng viên của Đảng Cộng Hòa khác vì đe dọa sẽ không bảo vệ đồng minh NATO nếu họ không chi đủ tiền cho ngân sách quốc phòng. Tổng thống Biden cũng cho rằng Đảng Cộng Hòa đang mắc phải sai lầm khi chỉ quan tâm đến lợi ích bầu cử mà không chú ý đến mối đe dọa từ Nga. Tổng thống Biden hy vọng cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny sẽ thúc đẩy Đảng Cộng Hòa ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Ông cho biết, ông không ngạc nhiên nhưng phẫn nộ trước sự ra đi của nhà lãnh đạo phe đối lập. Mỹ đang xem xét thêm các biện pháp trừng phạt để áp đặt lên Nga sau cái chết của nhân vật Navalny. Thưa quý vị, đến thời điểm này, bước đi của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden chỉ được xem là một giải pháp ngắn hạn. Và để hỗ trợ tốt hơn cho Kiev, chính quyền Washington cần có một kế hoạch dài hạn. Vì lý do này, ngân sách của Mỹ sẽ là yếu tố được chú trọng trong thời gian tới. Đến đây, nội dung của chương trình Điểm nóng quốc tế cũng xin phép được khép lại. Những nội dung đáng chú ý sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong những buổi phát sóng tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.